Rồi, mình xin chào các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh YouTube này nha. Hôm nay các bạn, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi tự hành dùng pin nha các bạn. Đây, và các bạn nhìn này có thể đoán được mẫu sản phẩm này chưa này. Đây, mình có đây là mẫu sản phẩm này là chú rùa biết chạy nha các bạn. Chú rùa nha. Đây, các bạn thấy không? Cái mài con rùa đấy. Chú rùa này có đội nón nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Có đội nón nha. Đây. Và cái sản phẩm mình có ở đây các bạn mà thích hợp cho các bé từ 3 tuổi tới lên nha các bạn. Do sản phẩm đồ chơi pin cho nên là bé từ 3 tuổi là có thể chơi được rồi nha các bạn. Sản phẩm này thì nó sử dụng pin như mình đã hiểu các bạn ở pin lớp trước đó, là pin con ó nha các bạn. Đây. Pin 1.5V 2A nha các bạn. Pin này nha. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Pin này và nó sử dụng 3 viên pin này nè các bạn, 3 viên nha. Rồi, ok. Đấy, các bạn nhìn này. Thì có cái đuôi nhỏ phía sau nha các bạn, có cái đuôi nhỏ phía sau nha. Rất là giống luôn. Và cái mẫu mình là này, cái mẫu này của mình đó các bạn, là nó sẽ chú rùa này sẽ chạy trên 4 chân nha các bạn, chứ không phải chạy bằng bánh xe tròn tròn tự hành 360 độ giống như là những cái mẫu xe hay là những mẫu trước mình đã giới thiệu các bạn nha. Mẫu này thì nó chạy bằng 4 chân luôn nha các bạn. Chú rùa chạy bằng 4 chân luôn nha. Đấy, rất là thú vị luôn nha. Ngoài ra thì nó cũng có nhạc, có đàn và cũng tương tự như là những cái mẫu mà đồ chơi pin mà mình giới thiệu các bạn ở clip trước á. Đấy. Rất là dễ thương luôn nha các bạn. Chú rùa nhìn rất là dễ thương luôn nha. Đội nón các bạn, đội mũ lưỡi trai. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra và lắp pin vào thử cho các bạn cùng xem nha. Này. À, nhìn chú rùa nè. Đó, cái mặt rất là dễ thương, cái má có hai má hồng luôn nha các bạn. Hai chú rùa cái mặt rất là dễ thương nha. Đấy. Và ở trên đây là dùng cho các bạn sỏi dây buộc cho các bạn. Thông thường những sản phẩm này thì nó có số kèm thêm một sợi dây. Sợi dây dùng để băng sỏi vô buộc để cho bé cầm chơi các bạn. Bé cầm chơi giống như là dạng giống như là đang dắt thú cưng đi dạo nha các bạn. Đấy, rất là hay luôn nha. Bốn chân luôn nha. Rùa này chạy bốn chân luôn nha. Chạy cực kỳ tốc độ luôn nha các bạn. Chạy cũng lẹ lắm nha chứ không phải chậm đâu nha. Đừng thấy nghĩ là rùa là chậm nha các bạn. Chú rùa này chạy rất lẹ luôn nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lắp pin vào thử nha các bạn. Nó sử dụng 3 pin nha các bạn. Các bạn cứ việc gắn 3 pin vào. Ý, gắn vào đúng theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất là được nha các bạn. Này. Lắp nhìn mình đây, một cục nằm dưới và hai cục nằm trên nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Ok. Đóng nắp vào. Đó. Rồi, đó. Ok. Bây giờ mình bật công tắc lên nha các bạn. Nó thấy không, cái giò mà thấy không, chạy cực kỳ lẹ luôn. Cái tốc độ phải nói chạy là như là không phải như rùa bò ra mà rùa chạy nha các bạn. Đó, nó có phần đèn ở trên mai nha các bạn, trên mai thì nó có đèn và trên phần nón nó có đèn các bạn. Đấy. Âm thanh thì nó hát nhạc qua đây. Đó, tao thấy không. Đó. Chạy cái chân ngồi thấy không, ngoại ngoại liên lệ luôn thấy không. Đó. Ok, rồi bây giờ mình để xuống chạy thử cho bằng xem nha. Đó, các bạn thấy chưa? Chạy khá là lẹ luôn nha. À, các bạn đợi mình xem nha, mình ráo camera rồi mình quay cho bạn xem nha. Nè, quay đây nè các bạn ơi, quay đây chú rùa ơi. Chạy lẹ quá. Các bạn thấy không? Chạy rất kèo, chạy khá là lẹ luôn nha. À, quay đầu lại. À. Cái bàn của mình nó hơi nhỏ nha các bạn, cho nên là nhiều khi nó chạy không thoải mái được nha các bạn, thông cảm cho mình nha. Thấy chưa? À, nhìn cái mặt chú rùa này thấy không? Nhìn khá dễ thương nha các bạn. Đấy, đây nè, lạnh quá chú ơi. Chạy vào dưới vô gốc luôn rồi. Rồi chạy ra nè. Đó, thấy không? Rùa nha các bạn. Rùa bình thường á là nó chạy chậm nha các bạn, còn rùa của mình ở đây là chạy cực kỳ lẹ nha các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Nhìn chung thì đồ chơi pin này thì nhìn chung mẫu mã nó khá đa dạng nha các bạn. Mình cũng còn rất là nhiều sản phẩm khác để mình có thời gian mình cứ quán mình quay nhiều clip cho các bạn xem nha. Để.
Đấy, mình thì cùng mình cũng bận nhiều về các bạn này, cho nên tới giờ này mình mới rảnh mình quay cho các bạn xem này. Đó, bạn thấy chưa, chạy liên tục chứ các bạn, đội chim biên là nó cứ chạy liên tục vậy nha, hay khi nào hết pin thôi. Đấy, nhìn chung đội chim biên thì cái thời gian này sử dụng cũng khá là lâu nha các bạn, chứ không có nhanh nha các bạn. Nhìn chung thì nó có thể chơi được khoảng 45 phút tới 1 tiếng nha các bạn, khi chạy liên tục như thế này luôn nè, sử dụng liên tục luôn là có thể chạy liên tục khoảng 45 tới 1 tiếng thôi ấy. Dướng ơi, dướng anh quay đầu ra anh ơi. Cái mẫu đồ chơi này nó dở ở chỗ là nó không có tính năng mà nó chạy 360 độ giống như là những cái mẫu đồ chơi pin mình giới thiệu các bạn dưới trước. Nhưng mà bù lại các bạn là nó chạy bốn chân là cho mình cái cảm giác giống như một chú rùa thật đang chạy nha các bạn. Đấy, nhìn nó thật hơn. Còn như mấy mẫu khác thì nó chạy bánh xe tròn tròn 360 độ các bạn. Thì nhìn cảm giác nó giống như chiếc xe hơn là những con động vật nha các bạn. Thì chạy bằng giò là chạy bằng chân luôn, là giống động vật nhất luôn. Đó, thấy chưa? Cái chạy liên tục luôn nha, tốc độ chạy phải nói là không phải như rùa bò nha các bạn, mà tốc độ là chạy như là hổ chạy nha các bạn. Đi lẹ đi các bạn ơi, mà theo không kịp luôn các bạn ơi. Đi lẹ luôn, thẳng lưng luôn á. Ok, giờ mình sẽ quay theo cái máy cho bạn xem nha. Quay ra nè anh ơi, nhớ anh ơi. Đó, bạn thấy chưa, chạy rất là giống lùa thật luôn nha các bạn. Nó chạy bốn chân thì nó có điểm hay đó vậy nha các bạn. Đấy, nhưng mà nó điểm dở đó là nó không thể nào mà tự quay đầu khi đập chiếc này dần vậy nha các bạn, không có tự quay đầu được. Đó, thấy chưa, quay anh ơi. Đó, ok. Đó, còn đây đó, thấy chưa, cái giò ảnh là tại là ảnh không nhớ, anh chạy không nhớ luôn nha các bạn, tốc độ phải cực kỳ lẹ luôn nha. Đó, cái mặt anh nè, thấy coi không, cái mặt anh nè cái rùa nhưng mà cái mặt mình thấy giống con heo luôn nha các bạn. Nhưng mà nó tròn tròn các bạn, lỗ mũi bự này các bạn, mình thấy giống heo lắm luôn nha các bạn. Ok rồi. Lấy chờ chú lùi chúng ta nha, cái mặt giống heo vậy các bạn. Rồi ok, video clip của mình chắc có lẽ tới đây thôi nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình nha. Nếu thấy hay thì mình cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để mình có thêm động lực, mình có cố gắng sắp xếp thời gian mình quay thêm nhiều clip thôi nha các bạn. Đấy. Rồi ok. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau nha.